Xin chào các bạn, tôi là Thành Đô. Hiện tại tôi đang là một công ty về đầu tư và cũng chuyên hỗ trợ cho cả những nhà đầu tư về những cái thông tin về thị trường tài chính. Ngày hôm nay tôi có tham gia một cái buổi họp báo của anh Hán Quang Dự. Thì anh Hán Quang Dự là một người Anh và cũng là một cái người mà đồng nghiệp, anh em chơi với nhau cũng cách khá là lâu rồi. Và tôi rất là ngưỡng mộ anh Hán Quang Dự, một người rất là tâm huyết và miệt mài với cái sứ mệnh của mình. Và ngày hôm nay thì tôi có tham gia và tôi có đọc trước cái cuốn sách. Thì tôi thấy là một cuốn sách cũng rất là được trau chuốt rất là tỉ mỉ và nội dung được đầu tư rất là kỹ công, kiến thức rất là hay, bổ ích cho những cái người phụ nữ khởi nghiệp. Thì đấy là một cái mà tôi rất là ngưỡng mộ. Và một cái buổi mà họp báo rất là thành công và rất là niềm vui đến rất là nhiều người. Và ngày hôm nay rất là cảm ơn anh Dự cũng như là ban tổ chức chương trình đã cho tất cả những khán giả có những giây phút rất là tuyệt vời. Và xin cảm ơn và chúc các bạn hãy sớm có cái cuốn sách đến tay của mình để nắm vững lĩnh hội những cái bí quyết về khởi nghiệp kinh doanh trong cái cuốn sách đấy. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn.